Dung nhiều tơ Polyketa là một nhóm lớn trong ngành dung đốt Annelida với nhiều hình dạng khác nhau. Hầu hết thời gian chúng sống dưới nền đáy và thường chiếm số lượng lớn về số lượng cá thể và thành phần loài ở vùng biển, cửa sông. Đến nay, ước tính là có khoảng 25-30.000 loài dung nhiều tơ trên toàn thế giới. Dung nhiều tơ có vai trò lớn trong việc chuyển hóa các chất mùn bã hữu cơ và xác động vật chết, tạo nên độ phì nhiêu, tơi xốp và thông thoáng cho các vùng đất ngập nước, cải thiện môi trường và tăng quá trình phân hủy sinh học tự nhiên. Nhờ khả năng tự làm sạch thủy vực nên chúng được xem là một loài sinh vật chỉ thị mức độ ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, dung nhiều tơ còn là nguồn thức ăn tươi sống quan trọng không thể thiếu trong các trại tôm nuôi bố mẹ. Chúng được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững. Chúng cung cấp nguồn enzyme cần thiết, các axit amin thiết yếu và kích thích tố để kích thích sinh sản, nâng cao mức độ thành thục, chất lượng trứng và tinh trùng. Đặc biệt, chất lượng của dung nhiều tơ khi trong giai đoạn sinh sản giúp tăng khả năng sinh sản của tôm. Thường có 3 loài dung nhiều tơ được sử dụng làm thức ăn trực tiếp cho tôm bố mẹ. Loài đầu tiên là dung máu, Glycera dibranchiata, có màu đỏ sẫm, thường xuất hiện trong các rừng ngập mặn và bãi bùn, nhưng sản lượng của nó đã bị suy giảm. Loài thứ hai có màu đen xám là Arenicola marina, xuất hiện ở các bãi bùn. Cuối cùng là loài Berinerius nantia có màu hồng nhạt. Đây là loài đang được sử dụng hiện nay tại các trại sản xuất ở Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia. Ở Việt Nam, loài này được gọi là dung cát hay con dời cát, rùi biển, thường được thu hoạch từ các bãi biển cát trắng. Nó ít nhiễm bệnh hơn so với các loài dung nhiều tơ khác, nhưng có khối lượng nhỏ và giá trị dinh dưỡng khác nhau tùy mẻ và tùy thời điểm thu hoạch. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, khi tôm bố mẹ ăn dung nhiều tơ từ 20-30% trọng lượng cơ thể mỗi ngày, con cái có thể sản xuất lên đến 2,5-3 triệu nao. Ngoài ra, tỷ lệ sống từ giai đoạn nao đến boss cũng cao hơn 20%. Một nghiên cứu khác theo Nissara và Cộng sự tại Thái Lan cho thấy, việc cho ăn dung nhiều tơ cải thiện tập tính sinh học và sinh lý trên cá thể tôm bố mẹ thuần hóa. Ngày nay, để chủ động sản xuất và giảm phụ thuộc vào đánh bắt tự nhiên, ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đã có một số công trình nghiên cứu về dung nhiều tơ, như nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh sản, nghiên cứu về sản xuất giống và nuôi thương phẩm dung nhiều tơ, đảm bảo được nguồn cung ổn định, chất lượng và sạch bệnh. Theo nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Văn Dũng và Cộng sự năm 2019, hàm lượng protein, lipid và độ ẩm của dung Berinerius nantia và Breviceris nuôi thương phẩm là 13,19%, 3,64% và 77,48%. Cũng có sự khác biệt đáng kể đối với axit béo giữa dung nuôi thương phẩm và dung thu ngoài tự nhiên. Đối với dung nuôi thương phẩm, hầu hết các axit béo SFA là 1012,7, MUFA là 716 và BUFA là 114,7mg/g. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy Berinerius nantia và Breviceris nuôi thương phẩm có hàm lượng dinh dưỡng và axit chưa bão hòa cao, đáp ứng tốt cho tôm bố mẹ thành thục. Trong chuyến đi tham quan thực tế vừa qua, Bình Minh đã có cơ hội đặt chân đến một trang trại nuôi dung cát thương phẩm tại đất nước Thái Lan. Từ mục tiêu ban đầu là tạo ra được nguồn thức ăn tươi sống đủ sản lượng, chất lượng cao và sạch mầm bệnh, phục vụ cho nhu cầu tự cung trong sản xuất. Ngày nay, họ đã thương mại hóa sản phẩm này ra khắp thị trường nội địa. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tổng quan về đặc điểm của loài dung cát này và quá trình sản xuất chúng nhé. Tại đây, họ sản xuất theo nguồn giống Berinerius SB, là một loài được sử dụng phổ biến nhờ vào giá trị dinh dưỡng cao. Dung cát Berinerius nantia là một loài động vật không xương sống họ rươi, lớp dung nhiều tơ, ngành dung đốt. Cơ thể dung cát phân thành nhiều đốt, toàn thân dung trưởng thành đếm được 170-210 đốt, chiều dài dao động từ 19-25cm, phần đầu và phần phía trước thân phình to, phần sau cơ thể hẹp dần về phía đuôi, có thể chia cơ thể thành 3 phần, đầu, thân và thùy đuôi. Đầu gồm 2 phần là phần trước miệng và phần quanh miệng. Phần đầu còn có các phần phụ cảm giác như các râu xúc giác, râu, xúc mao. Phía mặt lưng của phần trước miệng có 2 đôi mắt đen. Thân gồm nhiều đốt ngắn, mỗi đốt thân mang một cặp chi bên với các lông cứng bằng chitin được gọi là tơ trụ. Nhờ các chùm tơ này mà dung có thể bơi hay bò trên nền đáy. Ở cuối các đốt phần thân là đuôi. Trong quá trình tăng trưởng, mỗi đốt mới hình thành sẽ được mọc ra ở phía trước đốt cuối.
Do đó, các đoạn phía trước sẽ già hơn các đoạn phía sau. Phần cuối của đốt cuối cùng có lỗ hậu môn, phần đuôi mang sợi đuôi ở tận cùng. Được xếp vào nhóm rung nhiều tơ di động nên loài rung cát rất phát triển về giác quan và chi bên. Rung nhiều tơ Borinerius nentia là loài phân tính, nhưng giới tính sẽ rất khó phân biệt trong giai đoạn chưa trưởng thành. Chỉ có thể phân biệt khi các giao tử, trứng và tinh trùng xuất hiện ở giai đoạn sinh sản. Rung nhiều tơ cái màu xanh thẳm, rung đực màu trắng kem ở phần đầu, thân và đuôi màu đỏ. Rung nhiều tơ có tập tính sinh sản rất đa dạng và độc đáo. Khi đến giai đoạn sinh sản, cơ thể rung đực và cái sẽ chia thành hai phần. Phần phía trước là phần dinh dưỡng, phần phía sau là phần sinh sản, trong đó có các tế bào sinh sản. Chỉ duy nhất ở rung nhiều tơ mới có sự xuất hiện hiện tượng này. Hoạt động sinh sản sẽ tương ứng với chu kỳ trăng. Vào mùa trăng non và trăng tròn, tuyến sinh dục ở các phần sinh sản phát triển rất mạnh. Con đực và con cái rời khỏi nơi trú ngụ và chui lên bờ mặt nước. Chúng sẽ tập trung bơi thành đàn trước khi giải phóng các sản phẩm sinh dục. Con cái sẽ sản sinh ra chất kích thích pheromone để thu hút và kích thích con đực phóng tinh trùng vào môi trường nước và ngược lại. Đây được xem là sự thụ tinh ngoài của rung nhiều tơ. Các cá thể đực và cái sau khi tham gia sinh sản sẽ chết trong thời gian ngắn sau đó. Sự sinh sản của rung nhiều tơ bị chi phối bởi các nhân tố môi trường, dinh dưỡng, chu kỳ sáng tối, độ mặn và nhiệt độ. Mùa sinh sản của rung cát diễn ra quanh năm nhưng tập trung cao nhất từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm. Trứng sau khi thụ tinh với tinh trùng thành phôi, phôi nhanh chóng nở thành ấu trùng luân cầu bơi tự do. Sau một số lần biến thái, ấu trùng Trochophora chuyển thành Metachrochophora, sau đó là Nectocata và cuối cùng trở thành rung trưởng thành có cấu tạo giống cá thể mẹ. Loài Borinerius nentia và Breviceris sống chui rút trong cát. Khi thủy triều lên, chúng sẽ trồi lên bắt mồi nhờ vào hàm chitin rất khỏe. Khi thủy triều xuống, chúng sẽ lẫn sâu xuống dưới lớp cát và rất khó để phát hiện sự có mặt của chúng. Dựa vào đặc tính này, các nhà sản xuất rung cát đã nghiên cứu và thiết lập mô hình nuôi sao cho gần sát nhất với đặc tính và môi trường sống thực tế của chúng. Quy trình nuôi rung cát bao gồm các bước sau. 1. Chuẩn bị bể nuôi, cát và nước nuôi. 2. Sinh sản nhân tạo. 3. Ươm nuôi ấu trùng, thu con giống. 4. Nuôi thương phẩm từ con giống. 5. Thu hoạch. Sau đây là một số điều lưu ý trong quy trình nuôi rung cát. Sau khoảng thời gian nuôi từ 6 đến 10 tháng, rung bắt đầu thành thục và cho sinh sản. Thời gian bắt cho đẻ là 21 giờ tối và 4 giờ sáng ngày hôm sau, trọng lượng khoảng 1 gram trên một con. Rung bố mẹ cần được nuôi vỗ bằng thức ăn tổng hợp có phối trộn các chất dinh dưỡng bổ sung, các loại axit béo omega 3, 6, 9, vitamin A, vitamin E. Cát chuẩn bị nuôi rươi biển là loại cát có kích thước lớn được lấy từ biển. Cát được rửa sạch bằng nước ngọt và được sàng lọc kỹ càng để cát có kích thước đồng đều. Ở giai đoạn đầu, ấu trùng rung cát sẽ được nuôi trong khay nhựa để có thể kiểm soát môi trường sống tốt nhất. Ở giai đoạn này, thức ăn của chúng là tảo khô spirulina. Đến giai đoạn nuôi thương phẩm, rung giống sẽ được thả sang các bể xi măng có độ dốc vào giữa giống hình chữ V, lót một lớp lưới mịn dưới đáy bể. Hệ thống cấp nước được thiết kế bằng ống nhựa, chạy dọc đáy bể, mỗi ống có lỗ thoát nhỏ. Mục đích khi cấp nước thì nước sẽ chảy nhỏ và đều khắp bể nuôi, tạo hiện tượng thủy triều dâng lên xuống từ từ như trong môi trường sống của chúng trong tự nhiên. Ở giai đoạn này, rung sẽ được cho ăn theo thức ăn tôm sú và bổ sung thêm một công thức thức ăn đặc biệt để tăng giá trị dinh dưỡng. Nước nuôi trước khi bơm vào bể cần được xử lý kỹ càng và sụt oxy trước 24 giờ, phải đảm bảo các yếu tố môi trường gồm độ mặn khoảng 29-34 phần ngàn, pH từ 7.5-8.5, độ kiềm từ 150-180 phần triệu. Rung cát tự nhiên sống ở các bờ biển của những nơi có thời tiết nắng và nhiệt độ cao. Chính vì thế, việc nâng nhiệt độ và ánh sáng trong nước giúp tăng tỷ lệ nở cũng như tăng sức khỏe ấu trùng mới nở. Hiện nay ở Việt Nam, rung nhiều tơ chủ yếu được thu gom ngoài tự nhiên và nhập khẩu. Do giá bán cao nên sản lượng khai thác ngoài tự nhiên cũng ngày càng giảm. Bình Minh hy vọng qua video này có thể chia sẻ thêm với bà con những kiến thức mới về rung nhiều tơ nói chung và rung cát nói riêng. Hy vọng trong tương lai gần, Việt Nam cũng có thể mở rộng quy mô sản xuất thương phẩm loài này nhiều hơn nữa như nước bạn. Điều này không chỉ mang lại ý nghĩa thực tiễn về mặt kinh tế mà còn đảm bảo vấn đề an toàn sinh học trong nuôi tôm, góp phần phát triển nghề nuôi tôm bền vững. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số hotline 1900 866 636. Xin cảm ơn bà con.